Hôm nay em mình xin giới thiệu với lại mọi người một cái vị trí rất là đẹp, dự án là 3 căn mọi người này. 3 căn này là mặt ngõ ô tô mọi người nhá. Mặt ngõ và có cái giá chào bán chỉ từ 3 tỷ rưỡi cho đến 3,9 tỷ đồng thôi. Vị trí thì thuộc là ngõ 4 cầu Bưu, Thanh Trì, Hà Nội. Và mọi người ơi, hôm nay em xin giới thiệu với lại mọi người toàn một cái vị trí rất là đẹp, dự án là 3 căn mọi người này. 3 căn này là mặt ngõ ô tô mọi người nhá. Mặt ngõ và có cái giá chào bán chỉ từ 3 tỷ rưỡi cho đến 3,9 tỷ đồng thôi. Vị trí thì thuộc là ngõ 4 cầu Bưu, Thanh Trì, Hà Nội. Toàn bộ về cái pháp lý thì đã có đầy đủ sổ đỏ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, giấy phép xây dựng. Và em Ánh sẽ quay một trong 3 căn này với thông số nhà như sau. Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Mặt tiền của ngôi nhà từ 4m2 cho đến 4m5 một căn. Và cái thiết kế xây dựng là 4 tầng. Thiết kế 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 sân phơi, 1 phòng bếp, 1 phòng khách. Từ vị trí cắt nhà mà đi ra tới trục đường 70 ở của Thanh Trì rất là gần mọi người ơi, chỉ cách khoảng tầm 200m thôi. Đây chính là phần cửa chính của ngôi nhà. Cửa chính của ngôi nhà là được thiết kế là cửa cuốn mọi người nha. Đấy. Và như hiện trạng mọi người đang xem trên video này thì cái giá em chào bán căn này là 3 tỷ 9 và có một căn lô góc là 3 tỷ rưỡi. Đó. Diện tích của cái căn này là 42m² mọi người nha. Rất là rộng. Đã được hoàn thiện đầy đủ lên tới 100% với cái căn nhà này, chỉ việc xách vali về vào ở thôi. Đó. Trần thạch cao, đèn led, vần gạch ốp lát, sơn tường đều đã được hoàn thiện rất là đẹp. Về phần màu sơn thì là được thiết kế là màu trắng. Về phần trần thạch cao thì là được thiết kế theo hệ giật cấp và trang trí hệ thống đèn led đổi màu chiếu sáng và cũng là tiết kiệm điện. Từ vị trí của cái căn nhà này rất là gần với lại trường học mầm non cũng như là tiểu học, về chợ dân sinh cũng như là gần với lại một số bệnh viện rất là lớn như viện 103 này, bệnh viện Ca Tân Triều này, bệnh viện Bỏng này, Lê Hữu Trác, rất là gần những cái trục đường chính, thuận tiện đi lại mọi người ạ. Đây chính là phía phòng khách của ngôi nhà rất là rộng. Ô tô thì có thể đi qua, với cái ngõ trước nhà nó rơi vào khoảng tầm 4m. Phía cầu thang ngăn cách với lại phòng khách mọi người ơi. Đấy, có một cái vách gỗ CNC rất là đẹp. Cũng có thể mọi người có thể trang trí một chút về cái này.
Và mời mọi người theo em vào phía căn phòng bếp của ngôi nhà. Với cái diện tích 42m2 thì với cái căn nhà này vuông vắn và rất là đẹp, thiết kế vô cùng là hợp lý với căn phòng bếp riêng, phòng khách riêng. Đấy, mọi người có thể nhìn xem qua phòng bếp của ngôi nhà, cực kỳ đẹp, cảm giác rất là sang trọng. Màu sắc thì rất là nhã nhặn, màu trắng và tông màu nâu. Đó, về mặt bếp thì là được lát đá đen, ốp đá đen. Toàn bộ phụ kiện bếp thì là chất liệu inox 304, hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Vòi chậu cũng như là chậu rửa bát đều là made in Hàn Quốc hết mọi người nha. Tủ bếp đây, rất là đẹp. Đó. Và cái tủ bếp này cũng rất là rộng, cái phần bếp này cũng rất là rộng đấy mọi người. Đó, tính từ vị trí đấy mà đến khoảng cách em anh đang đứng, mọi người sau này có thể thiết kế một cái bộ bàn ăn khá là hợp lý. Tầng 1 của ngôi nhà còn có một và nhà vệ sinh nữa mọi người ạ. Đây, nhà vệ sinh của cái tầng 1 thì đầy đủ về bồn cầu cũng như là vòi rửa, vòi chậu và hệ thống máy bơm lên trên toàn bộ 4 tầng của ngôi nhà. Cửa của cái nhà vệ sinh thì là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Toàn bộ mặt bậc, cổ bậc, cầu thang được lát gạch, được lát đá đen trắng đen mắc bồ mọi người nha. Và toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 là gỗ lim Nam Phi. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà, tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế như sau, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh, mỗi phòng ngủ rất là rộng. Xin mời mọi người theo em vào phía căn phòng ngủ thứ nhất. Đây chính là căn phòng ngủ thứ nhất của ngôi nhà. Có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, rất là thoáng. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đầy đủ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led âm trần. Với cái căn này thì là phòng ngủ là được lát toàn bộ là sàn gỗ công nghiệp. Màu sắc thì rất là đẹp, nhã nhặn. Cái màu sắc gỗ cũng nó cũng rất là tự nhiên. Toàn bộ hệ thống cửa thông phòng của ngôi nhà là cửa gỗ lim mọi người nha. Đấy, hành lang đi ra chia khoảng cách giữa các phòng cũng rất là rộng. Trên tầng 2 của ngôi nhà có một nhà vệ sinh. Và đây mọi người có thể nhìn thấy nhà vệ sinh cũng rất là rộng, được ốp gạch 30-60 lên tới tận trần. Và trần thì đều được thiết kế là trần nhôm, hoa văn rất là đẹp mắt. Cũng như là mọi người có thể nhìn thấy đấy, ở toàn bộ trong cái nhà vệ sinh này thì được thiết kế đầy đủ bồn cầu, lavabo, vòi chậu cũng như là hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, rất là đẹp. Đó, cái màu này thì rất là thích luôn, cái màu rất là sang. Mà mọi người theo em sang căn phòng ngủ thứ hai. Căn phòng ngủ thứ hai hướng ra tới phía mặt ngõ đấy mọi người, cho nên là đây mọi người này có thể có cái ban công. Và đây chủ nhà đã trồng hai cái chậu cây hoa hồng rất là đẹp cho mình rồi. Cái căn phòng ngủ này cũng rất là rộng, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 15m2 mọi người ạ. 15-16m2 và mọi người thấy đấy, rất là thoáng. Với cái căn nhà hướng nhà thì là hướng Tây Bắc, tuy nhiên thì phía mặt ngõ ở bên kia đã có nhà chắn rồi, cho nên là cái căn nhà này rất là mát. Trần thạch cao cũng được hoàn thiện xong với cái tông màu sáng và chủ yếu là màu trắng, nên là tạo cho một cái không gian phòng rất là rộng. Đây, cửa thông phòng đây mọi người. Đó. Tiếp theo, em xin mời mọi người lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 thôi. Lên trên tới phía cầu thang, đi lên ở phía tầng 3 mọi người ạ. Có một cái đèn ở chỗ cầu thang để trang trí rất là đẹp đây. Mọi người có thể nhìn thấy đây, rất là lạ đúng không ạ? Tầng 3 của ngôi nhà thì cũng được thiết kế tương tự như tầng 2, 2 phòng ngủ và lên tới tầng 3. Thì tổng cộng cái căn phòng ngủ của cái ngôi nhà này nó là 4 căn mọi người nha. 4 phòng ngủ. Tất cả các phòng ngủ thì đều được lát sàn gỗ công nghiệp. Đó. Trần thạch cao. Cái phòng ngủ này thì nó rơi khoảng tầm 13m. Đây. Hệ thống cửa gỗ lim rất là chắc chắn. Nhà vệ sinh đầy đủ, y như tầng 2. Rất là đẹp. Đó. Về phía phòng ngủ
Mặt ngoài ấy, thì là có ban công mọi người ạ, tầng 2, tầng 3 đều có ban công mở theo cái phong cách hiện đại. Cái nhà này thì thiết kế theo kiểu phong cách hiện đại mọi người ơi, cho nên là cái màu sơn cho đến từng cái chất liệu để hoàn thiện lên cái căn nhà này nó đều rất là trẻ trung. Đấy, cửa này là được thiết kế là cửa nhôm hệ mọi người nha, rất là chắc chắn và an toàn. Và cuối cùng em xin mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của cái căn nhà này. Tầng 4 của căn nhà được thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ, một phòng thờ và một... Trên tầng 4 được thiết kế như sau, gồm một phòng thờ và một sân phơi mọi người ạ. Từ vị trí của cái căn nhà này mà đi ra tới trục đường 70 thì nó rất là gần, nó chỉ rơi vào tầm 200m thôi, rất là thuận lợi. Đây em xin giới thiệu với mọi người, đây chính là phía căn phòng thờ của ngôi nhà. Lên tới phía căn phòng thờ thì là chủ nhà không lát sàn gỗ nữa, và thay vào đó là lát gạch 50-60 mọi người nha. Đó. Cửa sổ thì hướng ra phía bên ngoài, rất là thoáng. Với căn phòng thờ thì chủ đầu tư cũng thiết kế đơn giản, không còn làm trần thạch cao mà làm trần thường cùng với đèn đèn LED, chiếu sáng đầy đủ. Đây chính là khu vực sân phơi, đây chính là khu vực để máy giặt của ngôi nhà đây. Và ống chờ máy giặt cũng như là cái thoát sàn. Phía cầu thang đi lên là có một cái giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng cho khu vực cầu thang. Đó, mọi người có thể nhìn thấy cái giếng trời kích thước rất là lớn, tầm 1m2. Và cuối cùng xin mời mọi người theo em ra phía phòng sân phơi của ngôi nhà. Sân phơi thì rất là rộng. Đây, rất là rộng mọi người ơi. Và đã được lát gạch trang trí khá là đẹp mắt. Với cái căn nhà này thì mọi người có thể đứng từ phía căn nhà và nhìn xung quanh này. Rất là nhiều tòa chung cư, nhiều nhà cao tầng, dân cư đông đúc. Và đặc biệt là cái vị trí của căn nhà khá là đẹp so với cái khu vực xung quanh này. Vậy nên nếu như mà quý khách hàng của em muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí căn nhà này cũng như một số vị trí căn nhà khác mà có cái tầm tài chính từ 1 tỷ 3 trở lên thì mọi người thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì bấm vào like cũng như là đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.